Vâng, em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Vâng, hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một dòng sản phẩm của DMX, đó chính là một chiếc loa có tên là DMX, và model của nó thì xíu nữa chúng ta sẽ xem ở đằng sau thì chúng ta sẽ nói về đằng sau sau. Và giới thiệu với các bác là về cái chiếc loa này thì chúng ta sẽ cùng đánh giá. Đầu tiên là về bên ngoài. Bên ngoài của em nó thì là được như thông thường như các dòng loa khác thì nó sẽ là một lớp màng sắt ở bên ngoài nhé, lưới sắt ở bên ngoài. Nhưng với chiếc loa này thì nó lại lưới sắt nó nằm bên trong. Nó lại ngược lại. Là lưới sắt nằm bên trong và cái màng vải lưới này nó lại ở bên ngoài. Bởi vì nếu như ở bên ngoài thì chúng ta sẽ dễ tẩy rửa hơn. Đó, và lúc nào nó cũng cảm giác như mình vệ sinh thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và tiếp theo nó là lớp khung bên ngoài của nó là lớp bằng gỗ các bác nhé. Vỏ bên ngoài được bằng gỗ, gỗ ép. Tuy rằng gỗ ép nhưng mà khi gõ vào nó rất là thanh. Vâng, và tiếp theo thì nó được cũng như là bao nhiêu dòng loa khác thì nó sẽ có mấy cái nỗ này để chúng ta có thể treo loa này. Cái nỗ bên sườn này chúng ta có thể treo bằng cáp. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá phía sau của chiếc loa này. Đây các bác, đây chính là phía sau của em nó. Thì đây chính là phía sau, là nó có được hai đường lưu trích in và out. Chiếc này thì là được nhập khẩu từ Trung Quốc nha các bác nhá. Hai đường lưu trích. Thì bây giờ là đường chuẩn của nó bây giờ thường thì sẽ là đường lưu trích này, hai đường. Và đây tất cả là chữ Trung Quốc. Thật ra này không biết chữ đâu, nhưng người ta có đánh giá là oát này, là 350W này, 8Ω này, thì em nghĩ là nó là công suất và trở kháng. Và thì em này nó cho giải tuần thấp nhất là từ 55H, giải cao nhất là 20K. Vâng, và đây là tem chống hàng giả nhé. Tem chống hàng giả này thì nó có mã QR, chúng ta có thể quét, và đây cái lớp này chúng ta có thể cào ra. Cái lớp này chúng ta có thể cào ra để lấy cái mã số bên trong. Nhưng ở đây là sản phẩm mới nên em chưa dám cào. Khi nào mà các bác đến tay các bác thì các bác có thể cào sau. Vâng, và nó thiết kế cái lớp nhôm bên ngoài màu mận chín, rất là đẹp, rất là nổi trội. Nó bên ngoài nó màu đen nhưng mà bên cái này nó lại in mình hình màu mận chín thì rất là đẹp. Vâng, đó chính là về bên ngoài và đằng sau của nó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp theo là đây, nó có hai cái lỗ này để chúng ta có thể dễ dàng treo bích nhỉ. Bích treo loa đây là hướng có thể chúng ta có thể treo ngang các bác nhá. Vâng, và đặc biệt là cái dòng này thì là về cái vỏ ngoài này, chúng ta muốn tháo ra thì chúng ta phải là tháo bằng tay đó, nó không có bắt ốc, chúng ta sẽ tháo bằng tay. Nhưng cái này thì nếu như là không, các bác không chuyên ấy, thì không nên tự ý tháo nhá, bởi vì nó sẽ gây rách cái mảng lưới này. Vâng, nếu là không chuyên thì không nên tháo. Vâng, thì bây giờ em sẽ tháo ra. Kỹ thuật bên em sẽ tháo ra để cho chúng ta cùng đánh giá về cấu trúc bên trong. Vâng, thì bây giờ em sẽ tháo. Vâng, vừa rồi thì kỹ thuật bên em là đã có tháo ra. Vâng, thì chúng ta sẽ đánh giá về cái nắp này các bác nhìn này. Lưới sắt bên trong được làm rất là đều và đẹp nhé các bác nhé. Làm rất là đều. Và nhìn cái lưới này rất là đẹp. Đó, người ta làm rất là cẩn thận. Vâng, thì bây giờ tiếp theo thì em sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ đánh giá về bát và chép. Đây các bác cứ để ý đấy không ạ? Đây chính là bát của nó. Bát này bát 30 nhé các bác nhé. Bát này chính là bát 30. Để các kỹ sư thiết kế rất là gọn. Đó. Cái gân này của nó không mỏng như các gân khác. Gân này nó rất là nhô lên, cao và nó đều. Vâng, và đây là chính là cái thành để chúng ta nó ngăn cái ngăn rung giữa loa và chép. Còn đây chính là chép này các bác này. Chép này chép vuông, nó không phải là hình chữ nhật. Như các dòng khác thì nó sẽ là hình chữ nhật, nhưng mà con chép này nó là chép vuông. Còn thì bây giờ em sẽ tiến hành tháo ra. Tháo ra để đánh giá bên trong. Vâng, và em đã tháo xong chiếc bát và cái chiếc chép này ra. Và chúng ta cùng đánh giá. Thứ nhất là về cái chiếc bát này, là nó có tem
của DMX. Vâng. Và em này là nó công suất tối đa tối thiểu của nó là 350W và chiều kháng của nó là 8 ohm nha các bác nhé. Vâng. Và chúng ta sẽ đánh giá về cái khung xương này của nó. Nó được ha, nó được kết bộ cái cấu là 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Vâng, em nó được kết cấu là 5 này. 6 cái xương. 6 chân xương này giúp cho cái cấu tạo của loa nó sẽ đồ ánh khi chúng ta chạy nó không bị rung. Và bên trong là được một lớp người ta làm một cái lớp kim loại. Thì các bác nhìn này. Kim loại rất quý. Đó, nhìn nó sáng loáng luôn. Vâng. Đó chính là cái kết cấu của cái con bát này. Và đây chính là tép. À đây chính là, em xin lỗi, đây chính là cái nút âm dương, cực âm dương để cho chúng ta nhét cái dây từ phân tần vào đây. Đó, các bạn nhìn cái xương của nó nhìn cổ báo không? Nhìn rất là bướng nhá, nhìn rất đẹp. Đó. Nhìn rất đẹp luôn ạ. Và đây chính là cái xương của nó. Nhìn rất đẹp. Và cái bát cũng thế. Và còn đây chính là cái chép. Em sẽ nói qua về cái chép này là nó cũng có tem là DMX. Mã là CD4460B. Các bác nhé. Đó. Made in Italy các bác nhé. Vâng. Và hai bên sườn này của nó là cực âm cực dương. Hai bên sườn cực âm cực dương để cho chúng ta nhét dây từ phân tần vào ra cái giải chép này. Và con chép này nó thiết kế ba góc cạnh này nổi lên. Nhìn rất là bướng nha các bác nhé. Nhìn giống như là cái móng tay của người sói vậy. Nhìn rất ác. Rồi các con ốc nó tinh xảo từ con ốc một. Đó là về cái thiết kế. Thì chúng ta nhìn cái thiết kế thì đã ưng rồi phải không các bác? Và cái thời điểm bây giờ thì là cái dòng audio, âm thanh, loa các thứ là đang cạnh tranh nhau trên thị trường rất là khốc liệt. Đó, chính cái thời điểm bây giờ chính là cái thời điểm mà các bác có thể mua được những sản phẩm tốt và giá rẻ. Thì hiện tại sản phẩm đang được bán tại Tuyên Vũ Audio của chúng em. Và các bác có quan tâm thì mời liên hệ tới số điện thoại 0978 503 822 để hỗ trợ. Hoặc các bác có thể để lại bình luận bên dưới, nhân viên kỹ thuật bên em sẽ tư vấn nhanh chóng nhất cho các bác. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá bên trong và cái phân tần của nó xem là ra làm sao. Vâng, em sẽ phải bỏ các cái này ra để chúng ta có thể là dễ dàng nhìn cái phân tần hơn. Vâng, bạn đợi em một xíu rồi. Ok, thì đây chính là cái phân tần của nó này. Bên trong là nó lớp bông này. Đây phân tần đây mấy, các bác nhìn có rõ không ạ? Đó, nó được thiết kế là có bốn con trở này các bác nhé. Đây hai cuộn đồng các bác, hai cuộn đồng rất là to. Đó, hai cuộn đồng rất là to và nó có ban tụ, con tụ này to nhất này. Nhìn giống như quả pháo cối ngày xưa ấy các bác. Các bác nhìn ngón tay em như thế này mà con tụ nó như thế này thì các bác là biết là nó to nào rồi. Và đây là hai con tụ nữa là 3. Và đây chính là cầu chì nhé. Cầu chì làm bằng thủy tinh nhé các bác nhé. Đó. Nhìn rất là sang trọng. Nói chung đây. Cái tem đây nó có cái QL để chúng ta có thể là phân biệt hàng giả. Đó, ở cái nó người ta dán luôn ở phân tần này. Phân đó chính là phân tần, nhìn rất là bướng phải không ạ? Nó được còn cái đây là lớp bông thì là được trang bị để cho chúng ta chống rung và tiếng nó sẽ êm hơn. Đó. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ lắp vào và sẽ mở một đoạn nhạc để test thử xem là chất âm nó ra làm sao. Còn về cấu hình bên ngoài thì em nghĩ là khá là ổn so với tầm giá rồi các bạn. Vâng, thưa các bác, giờ thì em đã lắp đặt xong. Thì là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc để kiểm tra xem là cái với cái người ta thiết kế cái cấu hình như vậy
thì xem mà cái tiếng âm nó cho ra được như thế nào. Vâng, và bây giờ mời các bác cùng nghe và các bác nhớ đeo tai nghe vào nhé các bác nhá. Đeo tai nghe vào thì nó sẽ cảm nhận được hết cái âm thanh của cái chiếc loa này nó cho ra. Vâng, thưa các bác, chúng ta vừa được nghe một đoạn của cái chiếc loa này nó cho ra. Vâng, thì là các bác thấy sao ạ? Em cảm nhận cái chiếc loa này tiếng rất là gọn tiếng nhé các bác nhá. Tiếng rất gọn. Nó cho đến tai người nghe cảm giác rất dễ nghe. Nó không bị khó chịu, nó không bị chóe, không bị chói. Thì với cái dòng sản phẩm này hiện bây giờ đang được bán tại Tuyên Vũ Audio của chúng em, thì các bác quan tâm thì có thể liên hệ từ số điện thoại 0978503822. Vâng, thì làm thế nào để cho cái bên em sẽ hỗ trợ làm sao để cho các bác cái tầm giá tốt nhất. Vâng, cái chiếc loa này thì nó cho phép chúng ta có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh karaoke hoặc là gia đình, hoặc chúng ta có thể làm tổ chức sự kiện ngoài trời. Đó, tổ chức sự kiện ngoài trời thì là rất là tốt, với tiếng vang của con này rất là xa nhé các bác nhé. Thứ hai nữa là với cái thiết kế như lúc đấy, chúng ta có được nhìn về cái kết cấu của chiếc bát và kết cấu của phân tần ấy, thì nó rất là chắc chắn và nó cho phép chiếc loa này nó có thể hoạt động nhiều giờ liên tục với cường độ cao. Đó chính là cái ưu điểm. Thế nên là các bác đừng ngại ngần gì khi để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ tới trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, bên em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, và để biết thêm chi tiết thì các bác cứ để lại bình luận bên dưới, bên kỹ thuật bên em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, em xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo của chúng em. Em xin chào các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ.